Hello, xin chào các bạn và tất cả các em. Thầy là Minh Mialin, hay mọi người vẫn gọi là Minh Vũ Tuấn. Thầy vừa đi dạy lớp off này. Hôm nay thầy đã biết tiếp tục cái buổi live stream chữa cho chúng ta để khảo sát cuối học kỳ 2 lớp 11, đề số 004. Thầy vừa đi dạy lớp off và trước khi vào buổi live stream thì thầy có một số cái lời nhận xét đối với các em bé 2K1 khi mà chuẩn bị thi kết thúc học kỳ 2 cũng như chuẩn bị bước vào cái chương trình hóa học lớp 12. Thì cái việc mà các em làm bài thi sắp tới ấy, nó điểm cao hay điểm thấp thì đều là những cái mà chúng ta đã học rồi và chúng ta đã ôn từ trước rồi. Nên là điểm cao hay điểm thấp bây giờ không còn quan trọng nữa. Và cái việc mà trọng tâm của phần lớp 11 ấy, là về phần ancol, anhydride, ceton và axit. Thì ceton giảm tải rồi nên là chỉ là có ancol với lại axit. Quan trọng là cả phenol nhé. Chào Trần Văn Mộng, thầy cũng vừa đi dạy lớp off về xong thì ở đây thầy có muốn khoe với em một chút. Đây, xin thiệu với em, đây là phần chép phạt của lớp off thầy vừa mới dạy, chép phạt đó. Chào Lan Thanh Nguyễn, thì thi hóa rồi thì em vẫn cần phải xem để mà chuẩn bị cho chương trình học lớp 12 nhé. Chép phạt, các bạn ấy không thuộc tên thường của axit và cũng không thuộc tên thường của anhít nên là phải chép phạt, và cho đến hôm nay các anh nhìn đó vẫn còn nhiều bạn phải chép phạt. Bởi vì tại sao thầy bắt các em phải học thuộc như vậy? Bởi vì cái phần tên thường á là phần rất là quan trọng và nó thi rất là nhiều trong đề thi đại học cũng như là đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 sắp tới các em. Thì đấy, thì trước khi vào cái buổi livestream hôm nay thì thầy muốn nhắc nhở chúng ta biết. Và trong cái chuỗi livestream thầy, nếu mà bạn nào mà xem thì bạn biết là nếu mà không thuộc tên của ancol, không thuộc tên của anhydride thì không thuộc tên của axit thì coi như em toi luôn. Ok, chào tất cả các em. Thì đấy là những cái lời dặn dò của thầy trước buổi livestream, còn bây giờ thì đợi thầy một chút để thầy xét máy và test máy, sau đó chúng ta bắt đầu vào buổi học của chúng ta nhé. Đấy, có rất rất nhiều bạn là không thuộc cái tên thường, được chưa? Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi làm cái đề khảo sát đề số 04, sau đó rồi là kết thúc cái chuỗi livestream này thầy sẽ bắt đầu vào cái chuỗi livestream khác khi mà tổng ôn cho chúng ta, khi mà thầy sẽ bắt đầu dạy chúng ta chương trình lớp 12. Ok, được chưa? Rồi bây giờ rất là mong muốn các bạn đã và đang theo dõi video livestream nhanh tay share lại trên trang cá nhân nhé. Tag các bạn của các em vào đây giúp thầy để chúng ta bắt đầu có thể buổi học ngày hôm nay. Chào tất cả các em. Chào Đức Anh. Này thầy quên mất chưa cắm sạc điện thoại. Thực ra là đi dạy off về nên là cũng chẳng có sạc để mà cắm. Khổ ấy. Thanh niên đi dạy suốt ngày. Chào Chân Miền. Không có thời gian cho yêu đương. Ok, các em nhìn thấy hình ảnh rõ nét chưa? Âm thanh thế nào? Sắc nét chưa? Ok, Trần Văn Mộng em cứ học ké đi, bởi vì ở đây hôm nay thầy livestream này cho 11, nhưng mà thực sự ra thì các anh chị lớp 12, 2K cũng cần phải xem. Nên phải xem. Bởi vì lý do rằng là chương trình của các bạn lớp 12 là có mà thi mà. Nên là chắc chắn rồi. Bắt buộc ấy thì như vậy mới tốt được. Mở các em. Cái hình ảnh thế nào? Sắc nét không? Chào Thắng Hoàng. Sao nhiều bạn lại bảo với thầy là mờ nhỉ? Ok. Còn giải lớp 10 có chứ Nguyễn Thị Yến Nhi. Tối chủ nhật nhá. Lớp 10 vẫn ok. Bây giờ trước khi vào buổi livestream chúng ta nghe vài ca nhạc đi nhỉ. Đôi khi thành công Ồ, quảng nghe chút cáo mà rồi. nhưng làm thế nào để bạn đạt được. Chúng ta nghe bài remix trước khi vào học. Đấy. Các em nhanh tay giúp thầy xe này về từ trang cá nhân nhá. Tối nay là đề khó. Tối nay là đề khá cứng. Còn 21 giờ 15. Tối mai là đề chuẩn dễ. Nha. Mở các em. Đợi thầy tiện. Thầy đấy nét căng luôn. Chắc là tại mạng của các em rồi. Đợi tí. Vẫn lớp 11 nhá. Hai này đều lớp 11 hết.
Đúng rồi, Nhật Sang tối mai vẫn là lớp 11. Các em nghe âm thanh rõ nét không? Âm thanh này, hình ảnh của nó nét không? Đợi tí thầy chỉnh chút. Bài này chán quá. Ok, các em đợi thầy một tẹo nhé, để thầy share lên trên fanpage của thầy chút. Các em giúp thầy share vào trong các nhóm giúp thầy. Sao thằng Nguyễn nó không nhìn thấy gì nhỉ? Các có bạn nào có thể giúp thằng Nguyễn hộ thầy không? Thằng Nguyễn này thầy bảo là em tắt đi cho em bật lại. Bây giờ bạn nào mà thấy mờ mờ em tắt đi bật lại chứ thầy thấy mạng thầy ổn. Còn bật được cả nhạc mà. Chứng tỏ là mạng thầy ổn đúng không? Ok. Thế là do tại mạng rồi. Ok. Thế thầy nhắc lại cái lịch live stream nhá. À, tối nay ta vẫn là làm đề khá cứng của lớp 11. Tối mai ta sẽ làm cái đề chuẩn dễ của lớp 11. Được chưa? Thế còn 21 giờ tối ngày kia. Tối ngày kia là tối chủ nhật đấy. Thì ta lại đề, lại làm tiếp vào đề lớp 11. Được chưa? Tất cả 11 là tối mai 21 giờ 15. Tối ngày kia là 21 giờ. Ok. Tối nay làm đề khá cực. Và chúng ta sẽ bắt đầu vào bài nhé. Những bạn nào mà các em chú ý tập trung học để mà chuẩn bị còn thi. Bạn nào mà thi rồi thì xem để mà chuẩn bị học cho chương trình lớp 12 cùng thầy. Ok. Ta bắt đầu vào bài học sẵn sàng nha. Các em comment đáp án cho thầy cô số 1. Cô 1 này lừa phết đấy. Sĩ 4 là 8 ô. Số vân là cô mạch hở. Hình như thầy chưa thấy bạn nào comment đáp án luôn. Đề thầy khoai mà. Thầy bỏ đề này đề khá cứng. Thế thì ở đây nhá. Thầy chưa chậm thôi. Các em cần chú ý một vấn đề này. Đồng phân ăn côn nhá. Đây người ta hỏi đồng phân ăn côn này. Nhìn này, C4H8O này. Anh này có 1π đấy. Bởi dạng C4H8 giống ăn kem, 1π mà ăn côn. Thế nó chú ý rằng là ăn côn là nhóm OH đính vào carbon no cơ. Thế là ta phải mê mạch C4. Được chưa? C4 này. Có một đôi đôi ở đây này. Hoặc C4 này. Có một đôi đôi nằm giữa này. Hoặc C4 này. Anh này. Đây chưa? Và đôi nó nằm đây. Thế thì bây giờ là đính carbon no. Còn đính carbon không no không bền. Mày không đính được vào đây. Không đính được vào đây. Gạch, gạch. Mày chỉ có 1, 2. Anh này có trục đối xứng. Đây chưa? Không đính được vào đây. Không đính đây. 3. Không đính được vào đây. Không đính được vào đây. Anh này có trục đối xứng. 4. Đây chưa? Nhiều bạn chọn 4. Nhưng 4 là đáp án sai. Do đề hỏi phải hỏi vô số đồng phân. Chính vì vậy chúng ta phải xét cả đồng phân hình học. Nó có nối đôi mà. Xét cả đồng phân hình học thì anh này nối đôi đầu mạch không có đồng phân hình học. Đấy chứ. Anh này nối đôi đầu mạch không có. Vậy chỉ có anh 3 này có một đồng phân hình học nữa. Vậy nó có 4 cộng với 1 sao. Vậy bằng 5 đồng phân. Vậy đáp án đúng của chúng ta phải đáp án B. Đấy, rất cảm ơn các bạn đã và đang theo dõi video live stream. Comment đáp án khá là đúng. Đấy chưa? Các em nên lưu lại câu này. Đấy, có đề một hình học thầy vừa xét xong. Đấy, các em nhanh tay lưu lại cái câu này. Câu này hỏi khá là khoai đấy. Cực kỳ khoai luôn. Thế thì các bảo là tối nay đề khá cứng. Nó kiểu tương tồng, hách hách giống kiểu Nhi Xuân. Đấy, thầy vừa xét có đồng phân hình học. Ok. Đúng rồi, chính xác. Bạn Kim Đạt, chính xác đấy. Câu số 2. Đúng là 5 luôn. Bạn Kim Đạt comment đúng rồi. Và sang tiếp câu số 2 nhé. Các em cứ nhanh tay comment đáp án hồng ngượt giúp thầy tác các bạn vào đây nhé.
Mờ á, mờ chắc tại em rồi. Trang này, Trang tắt máy đi xong bật lại xem. À, đốt cháy một Ancona thì cần dùng 4 mol oxy. Sinh ra N mol CO2 và N mol nước. Thế em chú ý này, ở đây là N mol CO2 và N mol nước. Vậy có nghĩa là số mol nước bằng số mol CO2 gì? Do số mol nước bằng số mol CO2. Điều này chứng tỏ rằng là ancol là ancol có một nối đôi CC. Được chưa? Và bởi vì ancol có một nối đôi CC nên là ancol không no. Hai nói khác là ancol không no. Thế nhìn, ethylene glycol là ancol no. Propanhyol ancol no. Butanhyol ancol no. Vì vậy nên đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ancol anilic. Cực kỳ hack luôn. Các em cần chú ý nha. Hack dã man luôn, hack cực kỳ luôn. Để ý vào. Không là toi luôn. Hoặc ở đây ta thể biện luận lại là nếu mà ancol no thì N nước phải lớn hơn NCO2. Thế đây bằng. Vậy chứng tỏ là ancol no loại, ancol no loại, ancol no loại. Đấy, các em để ý nha. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 3. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 3. Khẳng định nào sau đây là đúng? Khẳng định nào sau đây là đúng? Khi đốt cháy hoàn toàn hydrocarbon no, chú ý là hydrocarbon no nhé, luôn thu được NCO2 nhỏ hơn nước. Cái này đúng hay sai? Thì thầy khẳng định với các em là cái này sai. Nhiều bạn bảo đúng. Tại sao? Nó sai ở đâu? Nó sai bởi vì em chưa xét đến cycloalkan. Mặc dù cái cycloalkan này đã giảm tải rồi, nhưng cái này đúng khi và chỉ khi phải thêm từ gì? Mạch hợp. Tiếp tục nha. Khi đốt cháy hoàn toàn amonalkin thì NCO2 trừ N nước bằng A. Được chưa? Thì chúng ta thấy cái anh này, NCO2 trừ N nước bằng A thì cái này đúng. Bởi vì ta có luôn luôn ankin thì ta luôn luôn được NCO2 trừ nước bằng N ankin. Và ở đây thì ankin chúng ta lại bằng A, vì phải bằng A đúng. Vậy ta có 1 sai, 2 đúng. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án B. Ok em ơi, tất cả những bạn học sinh học kém ấy thì vào học ấy, ở đây thầy chữa rất là chậm mà. Thực ra thì tất cả các em đều giải được bài này mà. Cứ xem đi đã, cứ xem đi đã. Bởi vì là thầy có chuỗi mà khá cứng với lại dễ, nó xen kẽ nhau mà. Trong này cũng không phải là có nhiều câu quá khó đâu. Đây là chỉ những cái câu mà các em hay bị lừa thôi. Được chưa? Các em cần chú ý nhá. Wow, Nguyễn Thu Hường, đấy, 3B chính xác. Nguyễn Công Thành, 3B chính xác. Nguyễn Kiều Trang, 3B chính xác. 165 anh em đang theo dõi video live stream, giúp thầy share lại video live stream trên trang cá nhân nhá. À, tag các bạn các em vào nhá. Đây cái phần này là phần lừa nhiều mà, phần lừa nhiều nên thầy mới cho các em học nhiều. À, tiếp tục nhá. Đúng rồi, đề dễ mà khoai, nhìn làm tưởng đúng mà lại thành sai. Propin qua xúc tác HGSO4 trong môi trường H2O4. Thế thì thầy bảo cái chỗ này đã. Chúng ta phải nhớ cái xúc tác nhé. Chúng ta cứ nhớ cho thầy là xúc tác HGSO4 này. Cứ nhớ xúc tác HGSO4 này thì chắc chắn nó là tác dụng cộng nước. Cộng nước, nước thì thầy hay viết tắt là cộng HOH. Hay nói khác là hydrat hóa. Em hay quên này lắm. Cộng nước thì tương đương với lại hydrat hóa. Được chưa? Thế thì propin. Propin đây. Mà cộng với nước HOH thì tạo thành gì? Thế thì ở cái bài này để giải cho các em hiểu ấy, thì thầy xin phép là thầy viết H đây cho đủ. Đây H3 đồ này. Khi cộng HOH này thì thầy giả sử như một liên kết đôi đứt này, một liên kết pi đứt này, thì CH3 nằm đây. Có hai khả năng xảy ra, hoặc là H nằm đây hoặc H nằm đây. Thế thì bởi vì chúng ta chú ý rằng là khi mà cộng HX ấy, thì OH sẽ ưu tiên vào carbon bậc cao hơn. Thế thì đây anh này là bậc 1, anh này là bậc 2, vậy thì thằng này carbon bậc cao hơn này. H cắm đây. H cắm đây. Nhưng do OH cắm vào carbon chứa nối đôi không bền, như lúc nãy thầy nói, OH phải cắm vào carbon no, đây carbon này cắm vào carbon nối đôi không bền. Chính vì vậy nên nó sẽ chuyển hóa thành cái gì thì chúng ta chú ý, oxy độ ẩm điện cao hút nối đôi về phía nó. Vậy đây sẽ tạo thành là H3C. C nối đôi O CH3. Anh này được gọi là acetone, tên thường đấy. Hay còn được gọi là dimetin.
acetone nhé các em. Thế vậy thì ở đây đáp án đúng chúng ta phải là đáp án A, 4A. Rất tốt. Thầy nhìn thấy khá nhiều bạn là comment đáp án A đấy. Rất tốt, rất tốt. Đấy, thế thì các em phải chú ý nha. Các em phải chú ý. Chú ý chỗ điểm này. Thế thì cái phương trình này rất là hay và nó cũng song song với việc là mà cho acetylen tác dụng với nước. Acetylen tác dụng với nước thì tạo thành acetaldehyd. Đúng không? Còn anh này propin tác dụng với nước thì tạo thành dimethylacetone hay còn được gọi là acetone. Đấy, thì những cái phương trình này, những phương trình đặc biệt khá là hay thi, khá là hay hỏi. Các em nên lưu lại về tường. Được chưa? Chúng ta sang tiếp tục câu tiếp theo, câu số 5. Hôm nay thầy chữa full hết nhé. Mai mệt đấy, mai thầy chữa full hết luôn. Một hợp X gồm 3 rượu đơn chức. Wow, nhiều bạn comment nhanh thế nhỉ. Một hợp X gồm 3 rượu đơn chức thuộc cùng một dãy đồng đẳng. Chúng ta chú ý là đây là rượu đơn chức nhé, thuộc cùng một dãy đồng đẳng. Đốt cháy M gam ôn hợp X thì thu được số mol CO2, ta tìm được số mol CO2 bằng 8,8 chia 44 bằng 0,2 mol. Và số mol nước thì bằng là 5,4 mà chia cho 18 thì bằng 0,3 mol. Thế đầu tiên ta nhìn thấy đã. N nước lớn hơn NCO2. Vậy điều này dẫn đến chắc chắn đây là alcohol. Cộng với đơn chức nữa. Vậy suy ra alcohol đơn chức, vậy công thức tổng quát của nó sẽ là CnH2n cộng 2. Ồ. Đấy chứ, nó dễ lắm các em ạ. Nó cực kỳ dễ. Thế thì mặt khác ta lại có N nước trừ NCO2 thì bằng N alcohol. Vậy đây chính bằng N nước là 0,3 trừ NCO2 là 0,2 thì nó bằng 0,1. Được chưa? Vậy hoàn toàn đến đây đề bài hỏi tìm giá trị của M. Thì đến đây thì tìm được N trung bình, số người tử carbon trung bình bằng số mol CO2 chia cho số mol ancol bằng 0,2 chia cho 0,1 bằng 2. Nhiều bạn bắt buộc phải đi tìm các cái rượu này thì thầy nói là không cần thiết. Sau khi ra đồng 2 rồi thầy tìm được công thức rượu sẽ là C2H6O. Đây là công thức của trung bình của cả ba rượu nhá. Chúng ta chú ý nha, đây là công thức trung bình của cả ba rượu chứ không phải là công thức của một rượu. Đây là công thức trung bình của cả ba rượu. Vậy thì ở đây đã có số mol của nó là bằng 0,1. Số mol cả hỗn hợp ấy. Đây hỗn hợp. Vậy thì ta tìm được ngay luôn anh này bằng bao nhiêu nhỉ? 4,6. Đáp án đúng chúng ta đáp án A. Tuyên dương tất cả các bạn đã comment ở đáp án A chính xác. Rất tốt. Đấy. Thì những cái câu này nó không khó đâu, không khó như Nghi Xuân đâu. Nó chỉ là câu khá cứng, có nghĩa là nó đi lừa nhiều. Các em sẽ dễ bị lừa. Và thực ra thì theo cái phong cách dạy của thầy thì các em nên bị lừa. Các em nên để chính bản thân các em bị lừa đi. Thì khi vào ngồi phòng thi em sẽ không bị lừa nữa. Đấy, đấy là điều thầy khẳng định chắc chắn. À, khả năng thế và nhân thơm của chúng thì câu này nó hơi xa vời. Câu này ít thi nhưng thầy thì chữa nhanh nhá. Benzen này. Toluene này. Nhưng thầy vẫn phòng vì nhiều đề nó vào. Và phenol này. Thì nhóm thế nào đẩy E nhanh mạnh hơn thì khả năng thế và nhân thơm nó trúng tốt hơn. Anh này đẩy E mạnh hơn, anh này đẩy E mạnh hơn. Vậy thì chắc chắn là phenol phải xếp trước, xong đến toluene và đến benzen. Đáp án đúng đáp án A. Được chưa? Câu này ít thi nên thầy chữa nhanh. Ta sang câu số 7 thì nhiều. Số 7 mới là thi nhiều. Ok. Các em comment đáp án câu số 7 thì xem nào. Đun nóng C4H9OH đặc ở 170 độ thu được 3 anken H9OH mà tách nước mà thu được tận 3 anken là C4H8 rồi. Đây tận 3 chất. Thế vậy là gồm những chất nào? Tức là chỉ còn một cách là test thôi. Thực ra nhiều bạn học thầy từ sớm thì em biết là nếu mà OH nằm ở vị trí carbon đầu tiên ấy, thì tách ra sẽ chỉ tách được một có một thằng anken duy nhất thôi. Đúng không? Vì vậy loại. Nếu OH nằm ở vị trí carbon số 2 thì có hai khả năng tách vào đây hoặc vào đây đúng không? Tách ra thì tạo thành C nối đôi C hoặc C nối đôi C. Anh này một đồng phân này. Như này chúng ta chú ý có đồng phân hình học. Vậy nó sẽ có 1 cộng 2, 2 đồng phân. Vậy tổng cộng có 3 đồng phân. Vậy tách nước ở đây thu được 3 anken. Thì chắc chắn đáp án đúng chúng ta là đáp án D.
Bhutan Health. Được chưa? Là tốt. Là tốt. Là tốt. Nguyễn Đức Toàn là tốt. Nguyễn Đức Toàn là tốt. Nguyễn Trân tốt. Ngọc Trai tốt đấy. Là tốt. Nguyễn Trân tốt. Thì cái câu số 7 này rất hay thi nhé. Cái nào thi thì đánh dấu cho em. Được chưa? Nên là nhớ, nhớ đi. Tao vào phòng thi làm nhanh hơn. Được chưa? Giờ là ôn lại tí. Câu này cũng ít thi. Thì thấy chữa nhanh. Cho hydrocarbon X tác dụng với clo, tu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất C2O4Cl2. Hydrocarbon Y tác dụng với clo, thu được hai sản phẩm hữu cơ có cùng công thức C2O4Cl2, công thức phân tử của XY. Thế giờ tác dụng với clo mà thu được C2O4Cl2, thế thì không thể là CH2 được. Không thể là CH6 được, mà chỉ có thể là CH4. Được chưa? Đấy. Đây là thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Cộng clo mà. Cộng clo vào mà, đây phản ứng cộng clo. Thế tiếp tục là hydrocarbon Y mà tác dụng được với lại anh clo lại thu được hai sản phẩm có cùng công thức là CH4. Đây là một sản phẩm hữu cơ duy nhất này. Thì cộng vào nó thì chỉ có thu được một sản phẩm duy nhất, đây thành CH4. Cộng clo thì chỉ tạo ra một sản phẩm duy nhất làm gì? Đúng chưa? Thế nhưng mà bây giờ là hydrocarbon Y tác dụng với clo thu được hai sản phẩm hữu cơ cùng công thức là C2H4Cl2. Vậy thì khả năng cao xem nào. C2H6 mà cộng với lại clo thì thu được gì? Thì nó thu được là C2H5Cl. Nhưng nếu mà theo tỷ lệ, đây là theo tỷ lệ 1:1. Nhưng nếu theo tỷ lệ 1:2 thì thu được C2H4Cl2 gì? Đúng chưa? Thế thì C2H4Cl2 ở đây thì có thể là hoặc clo cắm đây, hoặc cắm đây, hoặc clo cắm đây và cắm đây. Đáp án đúng chúng ta đáp án gì? Đấy, thầy chữa khá là nhanh câu này. Lượt lượt câu này thôi. Chúng ta sang những câu tập trung thi nhiều hơn. Câu số 9. Câu số 9 này. Câu số 9 này dự đoán nó là đối với câu 8 cộng trong đề thi kìa. Nha. Nhanh tay mà xe lại sau đó thầy chữa. Thế giờ thầy phân tích này. Hòa tan được CuO2 hai lần tương đương với lại OH đa kẻ. Cứ nhớ từ này, đa kẻ. Thế nhưng mà đây là có từ không thể tương đương với đa nhưng không kẻ hoặc là đơn. Được chưa? Thế giờ đơn trước. C3H8O thì chỉ có 1, 2, 3 trục đối xứng, 1, 2 đồng phân, 2 đồng phân. Tiếp tục, C3H8O2, 1, 2, 3. Nếu OH cắm đây thì OH thứ hai không được cắm bên cạnh, bởi vì nó sẽ là kè. Mà đây là đa không được kè, vậy chỉ có thể cắm đây. Thêm 1 đồng phân nữa. C3H8O3 thì không được. Cắm hoắt đây, cắm hoắt đây, cắm hoắt đây không được. Vì vậy đáp án chúng ta chỉ có 2 cộng 1 bằng 3 mà thôi. Chú ý rằng là hai nhóm hoắt không được đính cùng vào một carbon nhé. Nên là loại. Vậy 2 cộng 1 bằng 3, đáp án đúng đáp án này. Thầy vừa nhìn thấy Dương Hải comment đúng đấy. Rất tốt, thành dân chơi cũng đúng. Thành dân chơi học, học ổn đấy. Đức Danh tốt, chị Na rất tốt. Đức Danh chăm chỉ học rồi nhá. Hồng Nhung vậy, rất tốt. Thắng Hoàng vậy. Sau ngày nghỉ lễ có khác, tinh thần học tập phấn chấn hẳn lên. Thầy đang rất mong muốn là lượng người xem lên được khoảng độ tầm 200 người xem. Không biết là các bạn nào, có bạn nào chưa share thì nhanh tay share lại đi nhá. Để cho thật nhiều bạn, thật nhiều bạn để cùng có biết đến thầy mà cùng học thật tốt với thầy. Thấy chưa? Chúng ta sang tiếp tục câu tiếp theo. Câu số 10 nhé. Các em nhớ nhé. Các em nhớ rằng là chúng ta lại có lịch hẹn hò 21 giờ 15 tối mai. Với đề chuẩn dễ, mục tiêu là lấy 8. Được chưa? Mất gốc cũng làm được đấy. Mà học theo chuỗi live stream này thì mất gốc cũng ok. Lùi xuống à. Rồi ok, câu số 16 nhá. Đốt cháy hoàn toàn 2 hydrocarbon cùng dãy đồng đẳng tỷ lệ mol 1:1 này. Thu được số mol CO2 bằng 0.2 này. Số mol nước bằng 2.7 chia 18 bằng 0.15 này.
Thế ta thấy này, đầu tiên này, NCO2 này lớn hơn N nước này. Đây là một vấn đề đã. Vậy thì chắc chắn là loại ngay bọn ancan này. Loại ancan này. Đúng chưa? Loại ngay bọn ancan này. Được chưa? Tiếp tục là loại ngay cái bọn để cùng dãy đồng đẳng thì hai thằng này không cùng dãy đồng đẳng, một thằng ancan, một thằng ancan, loại tiếp. Thế xong rồi. Cái đáp án đúng chúng ta đáp án gì? Đỡ phải làm nhiều. Được chưa các em? Ta thì để test xem dê đúng không nhá. Thấy anh này là ancin gì? Hoặc là ancadien. Hoặc là ancadien. Thế test thử thôi. Thế nhá, tìm được là số mol cháy của nó là bằng 0,2 trừ đi 0,15 bằng 0,05. Số nguyên tử carbon trung bình là bằng 0,2 chia N bằng 4. 4 nằm giữa 3 và 5. Đúng. Đáp án đúng là đáp án gì? Rất tốt. Wow, thầy thấy khá nhiều bạn comment rất đúng đáp án đấy. Wow, 190 bạn rồi. Rất tốt. Tiếp tục sang câu số 11. Phản ứng nào sau đây làm thay đổi cấu tạo nhân thơm? Wow. Câu này hỏi khá hay. Câu này thì thầy sẽ cho chúng ta nhìn nhá. Thầy vẽ lại phản ứng này, IA này. Để cho các em cùng nhìn nhá. Phản ứng này thầy nghĩ là nhiều bạn là quên rồi đấy. Styren này. Tác dụng với brom này. Thì tạo thành này. Tạo thành gì thì đây là nối đôi này. Các em nhìn nhá. Xong các em tự làm nhá. Nhiều bạn nào mà đuối thì cũng phải xem và tự hiểu được nhá. Có ảnh hưởng đến nhân thơm không các em? À không, đúng, nhân thơm vẫn giữ nguyên. Và chú ý phản ứng A này là mất màu dung dịch brom. Thầy chữa rất kỹ đấy. Được chưa? Toluen brom ánh sáng. Toluen brom ánh sáng. Các em nên lưu lại cái này về tường. Bởi vì đây là những phương trình cực kỳ đặc biệt. Ánh sáng. Ánh sáng thì ưu tiên thế vào gì? Thế carbon no. Chứ không thế vào nhân thơm. Vậy tạo thành CH2Br. Vậy vẫn giữ nguyên. Đây là C chứ đúng không? B. B thì tạo thành này. Anh COO. Trong môi trường H2S4 thì COH, nhưng chuyển thành COK cũng được. Vậy nhân thơm vẫn giữ nguyên. Benzen cũng clo ánh sáng thì tạo thành hexacloran. Sorry, vẽ nhầm. Đây phản ứng cộng. Clo này. Clo này. Clo này. Clo này. Clo này. Clo này. Phá vỡ nhân thơm chưa các em? Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án gì? Rất tốt, Phan Lưu Ly đúng, Vân Trang đúng. Vân Trang comment từ nãy đến giờ đúng khá là nhiều. Rất tốt, Nguyễn Trân đúng. Chúng ta tiếp tục nhá, sang câu 12 nè. Pens Bucky cũng đúng, chính xác, rất tốt, Nguyễn Trân đúng. Sang câu 12 nè. Cho chất sau, chất nào sau đây đồng phân hình học? Wow. Thế bây giờ chúng ta phải nhớ lại là điều kiện của những cái thằng có đồng phân hình học là gì? C nối đôi C. A B C D. Phải có là A khác B và C khác D thì có đồng phân hình học. Nhưng mà như thế nhìn lâu lắm mà vẽ này chết. Đúng chưa? Thầy có những cách nhìn khác. Đó là với những anh hydrocarbon thì nối đôi nằm đầu mạch là không có đồng phân hình học. Vậy anh này hydrocarbon không có. Anh này có nhá. Anh này không phải hydrocarbon. Anh này dẫn xuất. Hai có này. Ba này. Vẽ ra thấy hai này giống nhau này. Loại này. 4 này, đầu mạch không có này, nhưng giữa mạch có này. Đầu mạch không có này, đầu mạch không có này. Anh này có này. Vậy tổng cộng nó có 2. Đúng không? 4 6. Đáp án đúng chúng ta đáp án B. Bạn nào mà không nhìn rõ nhá thì thầy xui này. Em về nhà em vẽ này. Ví dụ thằng số 2 này, thầy gợi ý. Nhưng mà lưu lại cái chỗ mà thầy giảng đã. Xong về nhà vẽ này. Tên này H. Anh này CL. Anh này H, anh này CL, ta thấy H khác CL, H khác CL, suy ra đồng phân hình học. Thì đây là cái cách làm để mà chúng ta nhìn thấy rõ hơn. Được chưa? Và tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 13 này. Kết luận nào sau đây là sai? Chú ý gạch chân cho thầy từ sai. Thành dân chơi comment nhanh thế, đã đáp án B rồi. Rất tốt. D. Mỗi bạn một đáp án nhỉ? Kết luận nào sau đây là sai các em ơi? Nghe vẻ câu này hay đấy.
những hợp chất khác nhau mà cùng công thức phân tử được gọi là chất đồng phân với nhau. Nhận định này đúng. Đồng là cùng, phân là phân tử. Đồng phân là các hợp chất có cùng công thức phân tử khác công thức cấu tạo. Đúng. Hợp chất khác nhau cùng công thức phân tử. Hydrocarbono có công thức phân tử chung là CnHn cộng 2 nó lớn 1. Cái này bình tĩnh. Công thức cấu tạo biểu diễn thứ tự và cách thức liên kết các nguyên tử trong phân tử đúng. Phản ứng tách là phản ứng trong đó hai nhiều nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử hợp chất hữu cơ. Đúng. Vậy sai đây là B. Tại sao B lại sai? Thầy vẫn nói. Nếu để mà có CnHn cộng 2 thì nó phải hở cơ. Ta vẫn đang thiếu từ hở. Còn cycloalkan thì sao ấy? Đấy, các em nhớ chưa? Những câu này rất là hay, mặc dù dễ nhưng mà lại rất nhiều bạn bị lừa. Tốt, Nguyễn Thu Hường tốt, Mạn Mạn đúng. Rất tốt. Thôi tiếp tục nha, sang câu số 14. Câu số 14 là một câu khá hay khi người ta hỏi về độ rượu. Thế thì bây giờ thầy nhắc lại cái độ rượu cho chúng ta. Chút. Thế thì nhiều bạn là quên rồi. Đấy chưa? Đây độ rượu này. Thì thầy nhắc lại độ rượu là gì nhá. Độ rượu. Đấy chưa? Thì công thức đã. Thì bằng V C2H5OH nguyên chất. Bạn nào có giấy bút thì ghi lại nhá. Không có giấy bút thì phải thì lưu lại về tường. Xong rồi là mai là sau đó là mai là sẽ ghi lại vào vở nhá. Được chưa? Chia cho V dung dịch. Mà V dung dịch này thì chính bằng V nguyên chất cộng với lại V nước. Chú ý sau nhân 100. Nhưng với phong cách của thầy thì không có nhân 100 đâu. Nhưng mà đây là các em thì các em chú ý chút. Thế thì độ rượu ấy, về mặt định nghĩa, nó chính là số mililit rượu nguyên chất có trong 100 ml dung dịch. Đấy, thế đây là định nghĩa đó. Thế bây giờ ta đi giải. Bây giờ ta đi giải bài này sẽ như nào? Thì 3,5 glucose chứa 2%. Thì cái dạng này là dạng rất là quan trọng nhé. Dạng rất hay thi ở trong chương trình lớp 12. Glucose C6H12O6. Thầy cứ nói cho các em nhìn trước rồi. Chứa 20% tạp chất. Vậy thì nguyên chất của nó sẽ là 3,5 nhân 0,8. Tìm số mol luôn. Chia 180. Bằng 3,5 nhân 0,8 bằng chia 180 bằng. Ui, lẻ quá. Để phân số 7,450. Lên men thành ancol nitrilic, nhiều bạn quên mất phương trình này, tạo thành 2C2H5OH. Ancol bị hao hụt mất 10%, vậy hiệu suất là bằng 90%. Thuận nhân 7/450 nhân 2. Nghịch chia, đây chia, chia 1 không được. Chia 1 vẫn là nó. Thuận nhân nghịch chia hiệu suất này. Nhìn thấy không? Ở mũi tên dấu tên thuận. Vậy là nhân với hiệu suất 90/100 là bằng 0,19. Vậy tìm được số mol của bằng 7/450 nhân 2 nhân 0,9 bằng 0,028. Thế nên cần tìm thể tích á. Thì thể tích thì có mối quan hệ là D bằng M trên V. Vậy bây giờ muốn tìm V thì bằng M trên D cơ. D biết rồi nhá, 0,8 này. Được chưa? Bây giờ ta đi tìm M. Thế ta có M bằng 0,028 nhân 46. Xong rồi cháu M. Từ đó ta suy ra V. Đây là V này, V nguyên chất. Thì bằng 0,028 nhân 46 chia đây là 0,8 bằng 1,61. Từ đó suy ra V dung dịch bằng độ rượu này, thì bằng V nguyên chất chia V dung dịch. Vậy suy ra V dung dịch bằng V nguyên chất chia độ rượu. V nguyên chất là 1,61. Độ rượu là 40/100. 40% thì bằng 0,4. Chia 0,4 bằng 4,025. Thế thì nó bằng 4,025.
tương đương với việc là 4.000, nơi đơn vị là lít, thì thay đổi ra thành ml là 4.025 ml. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án C. Nhớ nha. Câu này rất hay, thì câu này nhiều bạn lớp 12 còn chịu ấy. Được chưa? Đấy, các em nhân lưu lại câu này lại nhé. Thầy để lại một chút cho các bạn chụp màn hình. Mạnh Hùng đúng. Mạnh Hùng bình tĩnh. Giờ sang câu 15. Sang câu 15 nào. Sang câu 15. Cho lần lượt các chất, hỏi có bao vào dung dịch NaOH đun nóng, hỏi có bao nhiêu phản ứng xảy ra. Thế thì thầy nói này, cái halogen của chúng ta là giảm tải rồi, dẫn xuất halogen giảm tải, thằng này giảm tải rồi. Nhưng mà thầy vẫn cho ở đây á, lý do làm sao? Đề phòng nhé, đây là đề phòng. Đề phòng có trong đề của các em ở trên trường ấy mà, chứ các em chưa thi chuẩn trung học phổ thông quốc gia, nên là chưa chắc là bị được theo giảm tải đâu, nhiều bạn vẫn bị thi mà. Thế thì ở đây ta có này, CH5OH có phản ứng này. Sorry, CH5CL có phản ứng, CH5OH không. Có CL là có phản ứng. Anh này phenol có. Vậy có 1, 2, 3 chất. Được chưa? 1, 2, 3 chất. Anh này thì tạo thành nhóm OH này. Anh này tạo thành nhóm OH này. Anh này thì có phản ứng này. Tại vì anh này là phenol, phenol phản ứng là OH. Vậy đáp án đúng chúng ta là 1, 2, 3. Đáp án đúng phải đáp án D các em nhé. Nguyễn Đức Toàn đúng. Mạnh Hùng như lỗi rồi. Ở đây đề bài là có bao nhiêu phản ứng xảy ra mà. Thì nó phải là D. Nhiều bạn comment B thế. 15 phải D. Được chưa? Thì viết phản ứng cho em nhìn nhé. C2H5 OH này. Anh này tạo thành CH2 nối đôi CH CH2 OH. Anh này thì tạo thành C6H5 ô này. Được chưa các em? Chúng ta tiếp tục nha. Chính xác, dẫn xuất halogen là tác dụng được. Sang câu 16. Cho sơ đồ phản ứng. Wow, nhiều bạn comment đúng đấy. Không, không cần áp suất cao đâu. Phenol chúng ta có tính axit yếu, mà axit yếu tác dụng với NaOH là ngon ngay. Phan Tấn Ngọc nhá. Nhớ đấy. Thầy ghi cho ra cái chỗ này là polyvinin clorua nhá. Thế thì ethylene tạo thành X, X tạo thành Y, Y tạo thành polyvinin clorua. Thế chúng ta nhớ polyvinin clorua như nào. Nối đôi CHCl. Thì đây là vinin clorua. Vậy thì polyvinyl clorua này. Nào này. Thế vậy thì chắc chắn để tạo thành polyvinyl clorua thì thằng Y này phải là vinyl clorua này. Đứa nào mày biết được đấy. Vậy loại ngành này. Y mà. Loại ngành này. Đúng chưa? Đấy. Thế bây giờ cái khó ở đây chúng ta là từ ethylene. CH nối đôi, CH2 nối đôi CH2. Tạo thành một chất gì đó X. Sau đó chất X tạo thành vinin clorua là CH2 nối đôi CHCl. Sau đó mới tạo thành polyvinin clorua PVC. Thế mà nối đôi đây vẫn giữ nguyên mà thay thế ở clo. Thì hơi khó nhỉ. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta chú ý, anh này không thể tạo thành etan được, bởi vì etan thì không thể tạo thành anh này được. Vậy là loại ngay đáp án C. Vậy chỉ còn là đáp án đúng đáp án D. Một vài đi clo eten thực hiện phản ứng thế CL. CL. Được chưa? Thì tạo thành 1,2 đi clo eten trong 1,2 đi clo eten thì sẽ tạo thành là vinin clorua. Đấy, đây là xong. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo. Câu số 17. Em comment nhanh gớp. Tố chất hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,3 mol styren và 0,5 mol một hydrocarbon thơm X. 0,3 mol styren và 0,5 mol một hydrocarbon thơm X thu được nước. Ta tìm được số mol nước bằng 2,7 chia 18 bằng 0,15 mol. Được chưa? Tiếp tục ta có
0,3 mol styren. Thì styren này của chúng ta là gì? C. Đây thì vẽ anh styren chúng ta nhìn. Nối đôi C. Thế này công thức là C8. H mấy nhỉ? H8. Số mol 0,3 mol. Và 0,5 mol 1 hydrocarbon. 0,5 mol 1 hydrocarbon thermix. Thu được 2,7 mol nước. À, thế vậy bây giờ thầy phải có một cái tờ giấy thầy nháp để chúng ta nhìn. Styren C8H8 0,3 và 0,5 mol 1 hydrocarbon thermix, thì hydrocarbon thermix sẽ ký hiệu là CN H2N trừ 6 với hydrocarbon thơm. Hydrocarbon thơm, thơm thôi vẫn chưa đủ, nhưng ta nhìn đáp án A, B, C, D thì tất cả đều thuộc dạng gì? Ankin benzen. Thì ta mới làm điều này. Được chưa? 0,3 này. Cái này 0,5 này. Mà thu được nước là bằng 2,7. Vậy nên ta bảo toàn hydro. 0,3 nhân 8 cộng 0,5 nhân 2N trừ 6 bằng 2 nhân 2,7. Đến đây ta tìm được N. Đến đây tìm được N. Được 2 nhân 2,7 bằng trừ đi 0,3 nhân 8 bằng cộng với 0,5 nhân 6 bằng 6. N bằng 6. N bằng 6 thì xong rồi. N bằng 6 thì bây giờ một thằng gì đó H6 thì ta nghĩ ngay đến C6H6. Đáp án đúng đáp án C, bên dề. Đây một cách nhá. Ta còn một cách khác. Số nguyên tử hydro trung bình. Còn một cách khác là ta có thể sử dụng số nguyên tử hydro trung bình. Thì bằng 2 nhân 2,7 chia cho tổng số mol 0,3 cộng 0,5 bằng 0,8. 2 nhân 2,7 bằng 2 nhân 2,7 bằng chia cho 0,8 bằng 6,75. Thế mà ta thấy này, anh 8 này lớn hơn 6,75 rồi, vậy thì anh này còn phải nhỏ hơn 6,75 nữa. Một anh nhỏ hơn 6,75 thì toluen là C7H8 loại. Benzen C6H6 được, etin benzen là C8H10 loại tiếp. Silen cũng là C8H10. Loại nốt. Vậy đáp án đúng cho ta là phần C. Ok. Câu 18. Cho isoprene 20 tin buta 1,3 dien. Isoprene. Phản ứng cộng brom với tỷ lệ mol 1. Úi giời ơi, câu này hỏi nhiều lắm. Hỏi thu được tối đa, gạch chân từ tối đa nhá. Câu này kiểu gì cũng thi trong phần ăn cadien. Còn khó hơn cái hỏi isoprene cơ. À đây đúng là isoprene rồi. Nhưng khó hơn cái hỏi cộng HBr cơ. Thế giờ thầy mới giải chúng ta tí. Khi mà đứt thì nó nối đôi bung hết ra này. Được chưa? Thì nó có rất nhiều kiểu cộng. Trong đó đầu tiên là kiểu cộng 1,2 Br. Br là một đồng phân nhá. Thầy đánh dấu này cho dễ nhìn. Tiếp tục này. Thằng này nối lại. Đây thằng này nối lại. Br. Br hai đồng phân nhá. Được chưa? Thầy lấy cái giấy nó ra thì viết lại cho chúng ta nhìn tiếp. Đang hai đồng phân rồi. Tiếp tục nhá. C này. C này. Br cắm đây này. Br cắm đây này. Ba đồng phân nhá. May mắn thì bài hỏi đồng phân cấu tạo. Được chưa? Chứ nếu mà chưa đồng phân hình học là toi. Đây cộng 1, 2, đây cộng 3, 4, đây cộng 1, 4. Vậy có 1, 2, 3. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Vân Trang comment rất tốt. Từ đầu đến giờ thì thấy bạn Vân Trang comment như chưa sai câu nào. Rất tốt. Thì câu này các em cần lưu lại nhá. Chú ý. Isoprene tác dụng với brom thì thu được tối đa 3 đồng phân cấu tạo
4 đồng phân cộng cả hình học. Đấy, thì các em cần nốt lại. Thì đồng phân hình học nữa nó xảy ra đây này. Đây là đồng phân hình học. Các em nhớ lưu lại nha. Được chưa? Và tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 19. Đọc nhầm đồng phân hình học. Thôi, cố gắng lần sau lấy ba đặt. Không sao cả. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 19. Câu số 19. C8H10 không làm mất máu nghịch brom. C8H10 không làm mất máu nghịch brom. Đun nóng X nên nó làm ra mất máu. Trong dịch thuốc tín thì tạo thành hợp chất C7H5Cao2. X có tên gọi là. Thế đây là đặt đấy, C8H10 nhá. Khi cho KMNO4 C7H5Cao2 đun trong HCl C7H6O2. Thế thì anh này chắc chắn anh thầy nghĩ là nó có vàng. Đây là COH. Vậy thì chắc chắn anh dưới này sẽ là vàng. Có vàng COOK. Vậy thì chắc chắn anh này sẽ là anh C. Hay còn được gọi là etin benzen. 19 đáp án đúng, đáp án dễ. Võ Y An comment đúng. Rất tốt. Rất tốt luôn. Đấy thì cái chuỗi này, các em này phải ghi lại nhé. Rất quan trọng. Đấy, cái chuỗi này nếu mà ghi ở bên dưới này em bạn nào cũng nhìn thấy được. Nhưng mà ghi bên trên thì các em rất là khó khăn trong việc mà tiếp cận đến nó. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 20. Cho các chất propan, propin. Thuốc thử dùng để nhận biết các chất trên. Thế bây giờ thế này. Ta nhìn á, đặc trưng, anh này A1in này. Đừng mò em ạ, A1in. A1in ta nghĩ ngay đến AgNO3 trong NH3. Thế loại ngay thằng này, Thấy chưa? Đấy, thế thì bây giờ bọn này có nối đôi, thằng này không nối đôi, nghĩ ngay brom, bây giờ ta thử C xem nhé. Brom đây này. Mất màu, không hiện tượng, mất màu. Sau đó sử dụng đến AgNO3 trong là hận bài, không hiện tượng, kết tủa vàng. Bây giờ nó mất màu kết tủa vàng thì là A1in. Cả hai không hiện tượng là propan, và mất màu và không hiện tượng thì là propen. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án C. Thầy biết là cái phần nhận biết này các bạn rất là đuối. Thế nên là thầy mới phải chữa phần này cho kỹ kỹ chút. Chúng ta tiếp tục nha, sang câu 21. Đốt cháy cùng số mol 3 hydrocarbon XYZ thu được lượng CO2 như nhau. Tỷ lệ CO2 ở nước đối với XYZ tương đương. Đây X, đây Y, đây Z. Lượng CO2 đây là như nhau thì gọi là 1 đi. Thì lượng nước, nước chia CO2 bằng 0.75, về này 0.75. Nước chia CO2 bằng 1, về thằng này 1. Nước chia CO2 bằng 1.25, về thằng này chắc chắn bằng 1.25. Theo tôi nhận xét á, N nước lớn N sai thằng Z. Vậy chắc chắn ta tìm được N của Z. Chắc chắn á, nước lớn hơn CO2 mà đây là hydrocarbon, vậy chắc chắn Z là ancan. Công thức tổng quát CnH2n cộng 2 suy ra NZ bằng 1.25 trừ 1 bằng 0.25. Suy ra carbon của Z sẽ bằng 1 chia 0.25 bằng 4. 1 chia 0.25 bằng 4, vậy chắc chắn anh Z này là C4. Đúng chưa? H mấy? C4H10. Loại. Đáp án đúng đáp án B. Rất nhanh. Không phải làm gì nhiều đúng không em? Cực kỳ nhanh luôn. Bây giờ các em comment cho thầy đáp án câu 22 chứ. Trong lúc chờ đợi các em tí thầy cắm sạc chút, bởi vì sạc của thầy nó đang bị hết rồi. Các em đợi thầy xíu, thầy cắm sạc. Sạc hết mà trong tình trạng điện thoại nó cũng sắp. Ai sạc rồi.
có sạc vào rồi là nó phải khác. Ok. 22 nhá. 22 nào. Đốt cháy hoàn toàn 2 anken. Đốt cháy hoàn toàn 2 anken. Bây giờ thì nó hơi khó chút bởi vì cái dây của thầy nó hơi lằng ngoằng. Đó, được rồi. 22. Thế chúng ta chú ý 2 anken thì có điều gì? Thì luôn có NCO2 bằng N nước. Vậy ta luôn luôn có M cộng 32 ấy, mà chia cho 44 thì bằng M cộng 6 chia 18. Suy ra 18M cộng 32 bằng 44M cộng 6. Và ta lấy đây ta tìm M. Ta có là 18 nhân 32 trừ đi 44 nhân 6 bằng chia cho M ngoặc đơn 44 trừ 18 bằng 12. Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án à. Thế thì cái điểm mấu chốt của chúng ta đây là anken thì là nước bằng NCO2, còn M ta không quan tâm nhiều. Để cho em cứ bình tĩnh tự tin thôi là chiến thắng. Vậy anh Phạm đúng, rất tốt. Chúng ta tiếp tục sang câu 23. Đấy, những cái câu này bình thường thôi. Thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi. Cái loại này thì cũng ít thi rồi. Loại ít thi ở câu 23 này giảm tải thôi, bỏ nhé. Thầy định cho đây nó hơi khó, thôi bỏ. Sang câu 24. Đỡ tốn thời gian cho chúng ta. 24, làm luôn. Một anken X có thể làm mất màu 16 gam dung dịch brom. Anken X nhé, là mất màu 16 gam dung dịch brom. Nồng độ, chú ý nồng độ 12,5%. Vậy đây có M brom nguyên chất thì bằng 16 này nhân 0,125 bằng chia cho 160 bằng 0,0125. Mặt khác ta có số mol anken thì luôn bằng số mol brom. Các em phải nốt lại về tường cái này. Vậy nó sẽ bằng 0,0125. Anken thì phân tử khối, công thức phân tử nó là CnH2n. Vậy thì hoàn toàn nó tìm ra được 0,7 chia cho 0,0125 sẽ bằng 14 à? Nào bằng 0,7 chia cho 0,0125 bằng chia 14 là bằng 4. Vậy đáp án đúng chúng ta là C4H8 à. Mở em không nhìn thấy đề á? Chắc là tại mạng rồi. Các em đợi một tí cho mạng ổn định thì chúng ta sẽ nhìn thấy lại luôn. Ok. Chúng ta sang câu tiếp tục, câu số 25. Tối nay thì chưa hết nhá. Chúng ta còn 15 câu nữa đấy. Các em chuẩn bị tinh thần. Bây giờ mở, bây giờ có nhìn lại được không? Đợi tí cho đỡ mở nè. Đợi chút xíu. Phạm Tiến Đạt 24 đã D rồi. 24 A đúng, chính xác. Nào khẩn trước. Việt Anh Phạm, đấy đợi tí, em thấy đề nét chưa? 25 rồi, thành dân chơi. Mờ lắm. Mờ lắm luôn á, bây giờ là phải không cái gì á. Thầy đọc nhá. Cho các chất sau. À thầy chạm vào màn hình để lên nhé. Đây. Được chưa? Ok, cho thầy vừa chạm vào màn hình đấy. Rồi, ok. Đấy, mấy bạn nhìn được rồi. Sang câu 25 nhá. Cho các chất lỏng sau, chỉ cần hai thuốc thử để nhận biết các chất đó. Thế bây giờ nhiều bạn là hay bị nhầm nhiều nhất là phenol. Phenol này này. Được chưa? Toluen. Này này. Ancol benzylic. Này này. Styren, chỗ này gõ sai. Nó phải y ngắn. Styren. Này này. Được chưa? Chỉ cần hai thuốc thử để nhận biết. Thế là chú ý này, thằng này nhóm H, thằng nhóm H nghĩ ngay là tách hai thằng này ra. Vậy thì tách hai thằng này ra nghĩ ngay natri.
sủi bọt khí không hiện tượng, sủi bọt khí không hiện tượng. Thế là hai nhóm, một nhóm có sủi bọt khí, một nhóm không hiện tượng. Mà ngay lập tức ta nghĩ ngay đến bờ rồi. Anh này kết tuổi chắc, anh này không hiện tượng, không hiện tượng, mất màu. Được chưa? Thế vậy hoàn toàn đây đáp án đúng của chúng ta, chuẩn nhất của chúng ta, nó phải đáp án B. 25 đáp án B. Được chưa? Các bạn làm nhanh thế, đã đến 26 rồi. Số đồng phân hợp chất thơm của công thức phân tử là C7H8O, vừa tác dụng với natri vừa tác dụng NaOH. Tác dụng natri là phải có nhóm chữ OH, mà tác dụng với NaOH thì phải là OH đính vào carbon thơm. Vậy tương đương với việc là có bao nhiêu công thức phân tử C7H8O mà có OH đính carbon thơm? Một carbon, OH đính carbon thơm trục đối xứng, hoặc đây là 1, hoặc đây là 2, hoặc đây là 3. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C, 3. Tốt, Nguyễn Sơn Sơn tốt, Nguyễn Công Thành tốt, Nguyễn Xuân Cả tốt, Vân Trang tốt. Vân Trang như từ đầu giờ chưa sai câu nào, Phạm Tiến Đạt cũng thế. Hình như Phạm Tiến Đạt thì nhìn thấy Phạm Tiến Đạt sai một vài câu thôi. Chất A có 6 nguyên tử carbon, mạch hở, 1 liên kết 3, 3 nhóm metin xem này. 1 liên kết 3 đã này, 3 nhóm metin cơ, 1, 2, 6 carbon. Khó xét đấy. Đây thì có 2 nhóm metin mà có 5 rồi, thêm cái này là vứt rồi, không thỏa mãn rồi. Xem nhá, 20 tin PM1 in này, không mòn nữa. PM1 in 20 tin 40 tin PM2 in rồi này. PM 2 in 40 tin chưa ổn lắm nhỉ. 1,2,3 trimethyl propin. Propin 1,2,3 không được. Trimethyl hex 1 in cũng vứt nốt. Thế 3 nhóm methyl này này, 1 anh này, 2 anh này, 3 anh này, 1 liên kết 3 này. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Đấy chứ, ba nhóm metin đây là nhóm CH3 đấy các em. Metin. Đấy chưa? Đấy, các em để ý tí là sẽ ổn. Ok. Đây là về câu 28. Ô, hết rồi. Ô, đề này ngắn này, thầy cứ tưởng có 30 câu. À, thầy cứ tưởng 40 câu. Quên mất đề này có 30 câu. Chữa tiếp lên câu 29 nha các em nha. 29 hay phết đấy. 29 hay phết đấy. Đợi các em làm tí 29 nữa nào. Khi điều chế CH2 bằng phương pháp nhiệt phân nhanh metan thu được hỗn hợp A gồm acetylen, hydro và một phần metan chưa phản ứng, thì hỗn hợp A so hydro bằng 5, hiệu suất chuyển hóa metan thành acetylen. 27 thì chưa chữa. Em ơi. Mất 27. Các con ở ngoài được gọi là một nhóm CH3 thì được gọi là nhóm metin. Ở đây đề bài chúng ta phải chú ý rằng là đề bài nó bảo là nhóm metin nhé. Khổ lắm. Nguyễn Xuân Cảm để ý nhá. Ở đây nhá, chất 6 A6 1 liên kết 3 3 nhóm metin. Ở đây đề bài chỉ nói là 3 nhóm metin có nghĩa là 3 nhóm CH3. Thì nói kỹ cho chúng ta hiểu. 3 nhóm CH3 và 3 nhóm CH3 thì đây là 1 nhóm CH3 này, 2 nhóm CH3 này, 3 nhóm CH3. Ok chưa các em? Đấy, thì các em chú ý chỗ điểm đấy. Chứ không phải là ba nhóm thế CH3 cắm vào mạch chính thì không phải. Để cho chúng ta hiểu rõ cái đề bài chút. Đầu căn câu 29 nhỉ. Câu 29 nhiều bạn làm rồi à? Kinh nhỉ? 29 ra đáp án là cũng kinh điển đấy. Xem nào. Metan CH4 mà tạo thành CH2 gồm acetylen, hydro
và một phần metan chịu phản ứng. Đây là hỗn hợp A. Da so hiđro bằng 5. Thế đây là D của metan so hiđro thì bằng 12 4 là 16 phần 2 bằng 8. Được chưa? Càng hiểu chưa? Tốt, chính xác, là tốt. Thế bài này chúng ta phải sử dụng một chiêu của thầy, chiêu kinh khủng. N trước chia N sau bằng D sau chia D trước. D sau bằng 5. D trước thì từ tìm được 8. Được chưa? Vậy N trước bằng 5 mol. N sẽ 4 5 mol. Thì N sau bằng 8 mol. Được chưa nào các em? Thế vậy ngay lập tức lên đây thì có nhá. Thì có này. Bài toán carbon. Được chưa? Tổng này bằng 8. Thế thầy viết phương trình CH4 tạo thành C2H2 cộng H2 2 1 2 4 là 8. 8 trừ đi 2 là còn 6, 6 chia 2 bằng 3. Vậy đặt số mol CH4 là 5. Đây là ban đầu. Đây phản ứng. Đây sau. Đặt số mol phản ứng là amon. Thì suy ra số mol CH2 bằng 0,5A. Số mol hydro bằng A nhân 3 chia 2 1,5A. Sau phản ứng 5 trừ A. Không có gì. 0,5A. Không có gì. 1,5A. Mà N sau bằng 8. Vậy thì có 5 trừ A cộng 0,5A cộng 1,5A thì bằng 8. Từ đó suy ra A bằng 3. Từ đó suy ra hiệu suất bằng số mol phản ứng là 3 chia cho 5 nhân 100 bằng 60%. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Ok chưa? Giờ sang câu 30. Đấy, các em thầy dơ lại một chút cho các em chụp ảnh lại câu 29 với cái kỹ năng của thầy làm cực kỳ nhanh và cực kỳ dễ. Được chưa? 29B rất tốt Ngọc Trai. Dương Thu Huyền rất tốt. Đấy thì với câu 29 ta nhớ cái này thôi. Là xong. Các bạn nào không có thì phải nốt lại. Và trước khi sang câu 30 thì thầy hẹn hò các em một chút. Đấy tranh thủ các em thì comment đáp án đi và thầy nhắc lại là tối mai. Vào lúc 21 giờ 15. Chúng ta lại học và chúng ta lại chữa đề. Chuẩn dễ. Dành cho team 2K1 nhá. Nhớ chưa? Nhớ lưu lại về tường và bảo các bạn cùng học như tối nay. Thế bây giờ câu 30 này. Kết luận là sau đây là đúng với styren. Đồng đẳng của benzen là chết. Styren benzen là CnH2N-6. Styren có dạng vậy đâu. Đồng đẳng của ethylen cũng chết. Đồng đẳng ethylen công thức tổng quát nó phải là CnH2N. Thằng này có phải CnH2N đâu. Thằng này là C8H8. Hydrocarbon không no, không đúng. Không no là có nối đôi và nối ba. Cái này có vòng thơm. Cái này chỉ gọi là styren hydrocarbon thơm. Hydrocarbon thơm là hydrocarbon ở trong phân tử chứa vòng benzen. Thế này có chứa vòng benzen. Vậy đúng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok. Có mấy bạn đang comment bảo này. Các em nhìn dầu tóc này chưa? Xấu mù. Sau khi dậy xong các em phê quá. Chào tất cả các bạn và các em. Thì thầy bây giờ mời live stream xong dành cho chương trình của 2K1 với 30 câu. Thầy cứ nghĩ là 40 câu chúng ta có thể được học với nhau nhiều hơn cơ. Nhưng mà đề này nói thật với các em là ta thầy soạn tự tay và cũng là cho các em làm để cho các em biết hơn. Thực ra thầy soạn xong rồi bộ 6 đề thì cũng chẳng nhớ rằng là đề nào có bao nhiêu câu nữa. Như thầy đánh giá thì kiến thức của đề này khá là hay. Vì vậy nên là các em nhớ là xem lại nhé. Các em học trước rồi, các em làm rồi, các em xem live stream rồi, nhưng các em vẫn cần phải xem lại. Câu 27 không có 27 các em ơi. Thì các em nhớ là
là cái lịch livestream liên tục của chúng ta. Và những cái bạn nào mà thi xong rồi á là vào tối thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Những bạn nào mà thi xong rồi á thì vẫn nên xem chuỗi livestream thầy, để mà chúng ta nhớ rằng là chúng ta thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 là gồm cả chương trình lớp 11 và chương trình lớp 12 và cả lớp 10 cơ mà. Vì vậy là các em liên tục phải xem. Và thầy cũng hứa hẹn với các em một điều rằng là liên tục chuỗi livestream này thì sau khi mà kết thúc, khi mà các em thi xong á thì thầy sẽ lại bắt đầu tiếp tục là livestream sang chương trình lớp 12 cho các em 2K1 cùng học. Được chưa? Thầy cũng chưa ăn gì. Cảm ơn các em. Ngày mai vẫn học chứ Phạm Thư, vẫn học như bình thường nhé. Các em nhớ bảo các bạn. Chúc các em một buổi tối vui vẻ. Chào tạm biệt tất cả các em. Bye bye. Hẹn gặp lại vào tối mai 21:15 nhá.